Xin chào mọi người, là Jenny đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người set trang trí sinh nhật Happy Time nhiều màu sắc. Một set đã được Jenny đóng gói đầy đủ gồm tấm backdrop Happy Birthday, các loại bóng, dây cờ, đã thế còn được tặng kèm keo dán, đồ bố móng, trụ gắn bóng, v.v. Bắt đầu làm thì bạn phải cố định backdrop lên tường, sau đó gắn dây cờ và treo lên bằng keo dán có sẵn trong hộp. Vì tốn sức nhất chính là bơm bóng, với bóng vàng xoắn thì cần chút kỹ thuật. Nếu bạn không biết làm cũng không sao, còn nếu bạn nào thắc mắc thì cứ comment để mình làm nick hướng dẫn cho mọi người nè. Cuối cùng là treo bóng lên, cứ buộc dây vào treo theo ý thích của bạn. Quên trang trí quà, bánh và bóng bay thả sàn cho thật bắt mắt nha. Và ta-da, đây là thành quả của bọn mình. Combo này không hề phức tạp một chút nào. Jenny còn rất nhiều combo đồng giá chủ đề khác. Bạn thích chủ đề nào comment cho mình biết. Đừng quên follow Jenny để xem thêm nhiều clip mới. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do.